tiền. Có tiền như thế nào chị? Giống như là đi hết một vòng thì vẫn không có chỗ để gửi xe. Gửi chỗ rất là xa, phải đi bộ hết con đường mới tới. Thì cái giá gửi xe ở đây nó bao nhiêu tiền ạ? 20 một chiếc. Không khí rất là vui, mọi người thì rất là thân thiện. Nếu như được thì ngày nào cũng vui được vậy thì cảm thấy không biết đây thì rất vui ạ. Nhộn nhịp, chỉ là đông người qua lại, nghĩ là cũng đủ rồi. Thì thường thường thì người ta hay giải trí vào cuối tuần thôi ạ. Gần đây có công viên bên kia 2309 á, thì mình nên tổ chức gửi xe bên đó thì đi lại đây cũng vậy.